Hôm nay là mình sắp đến một cái ngày Tết Trung Thu rồi, cho nên là cô sẽ dạy cho các con làm một chiếc lồng đèn tại nhà. Thay vì mẹ phải mua ở ngoài chợ cho các con chiếc lồng đèn thì sẽ tốn tiền, với lại nó sẽ không đẹp bằng cái mà mình tự làm. Nè, các con có thể là dán hột xoàn, dán hoa, dán những chú gấu lên đây. Đó, cho nên là hôm nay cô sẽ dạy các con làm cái lồng đèn này. Các con có thích không? Dạ thích. Thích, ok, good. Vui Rồi, rồi, con vui biết không, rồi. cái ngày Tết Trung Thu đó là ngày mấy? Mấy con có biết không? Ngày mấy? Ngày 15. 15 tháng 8 là cái lịch âm lịch ở dưới này ha. Còn cái này là lịch của mình. Lịch của mình ngày thường là nó lại là ngày 13 tháng 9 là sắp tới rồi. Cho nên là cô dạy các con làm một chiếc lồng đèn này ha. Lồng đèn này á, là nó có một cái đèn cầy ở trong này, tối tụi con có thể xách đi chơi được, vừa ăn bánh vừa xách chơi với bạn bè ha. Bây giờ đó là dụng cụ của chúng ta, đó là mình phải làm một cái phần ở trong trước rồi xong mình mới làm cái lớp ở ngoài đó. Thì mình cần phải có hai tờ giấy hai màu khác nhau đó. Rồi mỗi con có hết rồi phải không? Rồi bây giờ kéo có chưa? Kéo ha. Rồi mình cần phải có thước, thước nha. Rồi rất là quan trọng là cái đồ bấm đó, tí xíu cô sẽ bấm cho các con. Rồi đây là một cái đồ mà lót, cô lấy cái ly nè, để tí xíu mình làm lót ở trong. Rồi ở trên đây để cái đèn cầy. Hồi xưa ở Việt Nam á, thì đèn cầy, xài đèn cầy với lửa không à thì rất là nguy hiểm, nó có thể nó bị cháy, cho nên bây giờ cô sẽ cho các con xài cái đèn cầy này, nó rất là an toàn, nó không sẽ không bị cháy. Rồi đây là cái cây đũa này đó, để mình gắn vô cái dây như vậy nè đó ha. Đó thì các con sẽ gắn vô. Và đây là cọng cọng len mình cũng cột vào đây ha. Và đây là những cái viền để tí xíu á, mình đo đúng, mình dán keo xong mình đo đúng cái vòng tròn đúng, xong rồi bắt đầu mình lấy kéo mình cắt ra. Các con có thể là màu tím hay là màu trắng tùy ha. Rồi đây là những cái sticker hình con gấu hay là gì, các con có thể tự mình muốn design như thế nào cũng được, tùy mình thích đó. Rồi đây đây là tí xíu mình lấy giấy đây nè, giấy là giấy nhúng nè, mình sắp lại xong mình cắt 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 ra để mà tí xíu mình sẽ làm cái này. Tí xíu nữa các con sẽ, mỗi con sẽ lấy một một bên dây này nè, là nó có ba bốn màu, mình xỏ vô cho nó đẹp thêm, nó sẽ chảy xuống đây nha. Rồi trong cái ly này của cô có một số hạt bẹt, hạt bẹt tí xíu nữa, các con dán keo xong mình dán vô phía trong nha. Đây hạt bẹt. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Bây giờ mấy con lấy cái tờ giấy này, mấy con lật ra dạy cho cô, lật ra như vậy đó, lật ra đó, lật ra ha. Rồi mình lấy cây viết, cây viết mấy con có viết chì cũng được nha. Một cây thước đó, một cây viết, một cây thước. Rồi bắt đầu mình đo, mình đo từ đây khoảng 1 2 3 4 5 6 7 ha. Khoảng 7 inch. Đây. Nè con để cái thước phía này nè, tới số 7 tụi con gạch một cái này cho cô. Đó, số 7 của con đâu ngay đây, gạch ngay đây. Từ đây xuống nè, từ đây lên là 1 ha. Con để cái thước dưới đây nè. Nè, đo giống bạn là 1 2 3 4 5 từ dưới lên nha. 1 2 3 4 5 6 7 inch. Rồi mình tới đây cũng vậy luôn. Bên này cũng 7 inch luôn. Mình gạch ngang.
7 inch chấm để mình làm dấu đó mấy con. 7 inch ha. Được chưa? Con làm vậy nè. Qua đây, nhích qua đây. 7 inch nhích qua đây. 7 inch. Bảy inch. Bảy inch. Đó. Để có gì tí xíu đó. Xong chưa? Mình đánh dấu chưa? Không. Vậy là đánh giống cô nè. Ha. Nè. Bảy inch. Mình nhích cái thước qua đây. Bảy inch. Mình nhích thước là đánh dấu số 7. Bảy inch. Đó. Mình dời từ bên trái qua bên phải. Rồi mình... Không, con làm vậy nè. Con làm thước vậy nè. Đo 7 inch đi con. Ta coi, chờ từ cái số 0 nè. Từ số 1. Từ đây nè. Rồi con đánh dấu ngay đây. Rồi tới đây con đánh dấu một cái ngay đây. Xong rồi mình lấy kéo mình cắt. Lấy kéo mình cắt cái đường thẳng này. Rồi, ok, bây giờ mình á, mình lật cái trắng xuống. Oh no, mình để cái trắng xuống dưới chứ bắt đầu mình úp hai cái lại với nhau. Mình xếp lại, mình gấp lại. Mình gấp lại. Con làm vậy nè, đều chưa? Đó, good. Rồi để vậy giống như cô hả hả là nhìn thấy không? Ừ, vuốt ha. Xong rồi á, ngay cái giữa nè. Ngay cái giữa nè, con thấy trong nó có mấy cái lỗ không? Để mình thấy cái đèn cày đó thấy không? Thì mình vẽ cái một cái hình tam giác như vậy. Đó. Một hình tam giác. Để có gì mình nhìn vô mình thấy lửa đó. Hai hình tam giác. Con muốn vẽ hình tam giác hay hình vuông hay hình tròn gì cũng được hết, miễn sao cho nó dễ cắt. Ba hình tam giác. Bốn hình tam giác. Năm hình tam giác. Đó. Vẽ được chưa? Đừng có sát quá nha, chừa hai chỗ này nha con. Đó. Ừ. Giỏi quá. Rồi, vẽ lớn vẽ nhỏ gì cũng được, không sao. Dạ, yeah. Bên đây nữa con, bên này cái nữa nè. Rồi, không chưa? Trời, con vẽ thêm bên này nữa. Hai cái, hai ba cái nữa. Rồi, lấy kéo cắt nha. Mình cầm này nè. Cầm chắc nha con, cầm chắc. Cắt đúng cái tam giác nè. Cắt bên này lên. Rồi cắt bên này lên. Dễ làm không con? Rồi con dán cục xoàn vô đây. Vô. Dán vô. Dán vô, con muốn để màu gì cũng được hết. Dán vô. Đó, thấy không? Thấy cô để không? Rồi, để vô. Để xoay vô. Này. Con gắn một xoàn vô cho nó đẹp. Này. Mình có ấy keo vô đi. Hả?
anh ấy lì giỏi quá, anh làm nhanh quá. Ít thôi con, đừng có nhiều quá. Không, đừng có dán ngoài. Chà, hai cái này con đừng có bỏ keo vô. Thôi lỡ rồi không sao đâu. Lấy cái hộp ra. Rồi, con bỏ vô. Nè, con bỏ vô. Đó, con muốn làm màu gì cũng được. Màu xanh dương, màu vàng, màu hồng, màu gì cũng được hết. Đó, mình dán vô. Xong chưa?